Xin chào quý vị đến với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Rất vui gặp lại quý vị khán giả vào khung giờ phát sóng quen thuộc lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay người đồng hành cùng với Minh Dự và tất cả mọi người đó chính là Tuyền Tăng. Xin chào. Xin chào, xin được gửi lời chào đến anh Minh Dự, xin được gửi lời chào đến tất cả các khán giả của chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Mình là Tuyền Tăng. Hôm nay thì thấy vẫn còn tươi tắn xinh đẹp ha. Vậy thì cho Dự hỏi Tuyền là những ngày qua trong lúc giãn cách xã hội thì Tuyền làm gì để duy trì năng lượng tích cực vui vẻ như vậy? Cái này thì trước khi nói đến cái giai đoạn tươi tắn như hiện tại, cái diện mạo hiện tại để gặp gỡ với mọi người thì cũng phải thú nhận thiệt với anh Minh Dự và với rất là nhiều khán giả đang theo dõi chương trình là em cũng đã từng có thời gian cảm thấy khá là khó chịu, bất tiện, bí bách và cáu gắt nữa bởi vì có quá nhiều những cái sự thay đổi trong cuộc sống của mình trong những ngày này. Nhưng mà sau đó thì mình cũng tập dần làm quen nhiều hơn và mình nhận ra một điều rằng rồi mọi thứ cũng đâu vào đấy, chỉ cần là chúng ta bình tĩnh và tìm cách đối diện và tìm niềm vui từ những cái điều nhỏ nhất. Và cũng nhờ việc mà ở nhà khá là nhiều như lúc này thì em lại có cơ hội khám phá ra một cái kỹ năng, một cái khả năng của em. Và em nghĩ là nếu mà không có những ngày giãn cách thì chắc là em cũng chỉ nghĩ là em làm tốt nhất công việc dẫn chương trình thôi. Em nấu ăn hơi bị xịn luôn. Nghĩa là từ trước tới giờ thì em cũng chỉ toàn là nhờ mẹ nấu cho thôi. Nhưng mà sau thời gian gần đây thì em ra riêng rồi cũng gặp giãn cách nữa, cho nên hầu hết là bây giờ là phải tự nấu ăn một mình. Và cũng nhờ như vậy mà em biết nấu nhiều món hơn. Và có những cái món mà em nghĩ trời ơi khó quá tôi không thể làm được đâu, mà bây giờ em làm được hết luôn á. Kiểu như là em cảm thấy rất là hạnh phúc. Còn không biết là anh Dự những ngày giãn cách của anh như thế nào rồi? Thì cũng giống Tuyền thôi. Là mình làm những việc mà trước đây nếu mình vẫn bận rộn thì mình sẽ lãng quên hay là mình không có kịp làm. Ví dụ như là được phép cà phê mỗi ngày nè. Chứ hồi xưa lúc đi quay đi diễn là có những ngày không có uống cà phê được. Bữa nay mình ở nhà mình tự mình pha cà phê phim mình uống. Mình nấu rất là nhiều món mà trước giờ mình thèm nhưng mình chưa biết công thức. Rồi mình đọc những cuốn sách mà mình còn dang dở hay là còn mới tinh luôn. Mình mua mình chưa kịp đọc, nó còn nằm trên kệ á. Thì thời gian này mình giống như là mình dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình của mình nữa. Đó, cho nên là mình cũng thấy bắt đầu mình có những thói quen tốt. Chứ không thì lúc trước cũng khó chịu lắm, tại ở nhà mình không làm được gì hết. Rồi đồng hành với Chuyện Đó Chuyện Đây, biết thêm được rất nhiều nghề hay, nghề lạ và những người sáng tạo cực kỳ giỏi. Và ngày hôm nay khi mời Tuyền đến đây thì cũng có một người rất là thú vị. Và trước hết thì xin mời Tuyền xem đoạn phóng sự nha. Một tiệm tạp hóa, một bữa cơm dân dã miền Tây hay những món nước uống sinh động bắt mắt này được làm từ đất sét. Với kích thước nhỏ bé bằng đầu ngón tay, tuy tí hon nhưng lại sống động như thật. Người sáng tạo ra những sản phẩm này là một cô gái sinh năm 1994, Phạm Thùy Thanh Thảo, tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Các sản phẩm này thường dành cho những người chơi búp bê hay thích trang trí không gian sống và những người muốn lưu giữ những ký ức xưa của người Việt thông qua những sản phẩm mini. Khi mới làm, nữ 9X chủ yếu học hỏi kênh mạng nên Thảo gặp rất nhiều khó khăn trong việc phối màu, tô màu, nặn đất thành những sản phẩm siêu mini. Nhưng Thanh Thảo vẫn cố gắng, rút kinh nghiệm dần dần và đến năm 2017, Thảo đã bán những sản phẩm đầu tiên của mình ra thị trường. Không chỉ đồ ăn, 9X còn làm hoa mini và tất cả đồ dùng, vật dụng, v.v. Đặc biệt là những sản phẩm cô làm ra, nhìn chân thật đến độ nhiều người không nghĩ nó là mô hình. Xin giới thiệu với Tuyền Tăng, đây là bạn Thanh Thảo. Xin chào Thanh Thảo. Dạ, xin chào anh chị. Xin chào Thảo. Mình khéo léo như vậy, mình làm ra rất là nhiều thứ từ đất sét. Nhưng mà trước đây mình có từng học qua thiết kế hay là mỹ thuật gì chưa? Dạ, trước đây thì em học bên giáo viên mầm non á, nên là em cũng chưa có học qua về thiết kế hay là mỹ thuật gì hết trơn á. Vậy thì cho Tuyền hỏi nha, là mất bao lâu từ cái quá trình mà bạn mày mò, bạn nghiên cứu để cuối cùng mình cho ra được những cái sản phẩm với những cái nguyên liệu mà mình hài lòng nhất đấy ở thời điểm hiện tại á? Dạ, bình thường á thì em muốn làm một cái sản phẩm á thì em phải suy nghĩ ra là cái bề mặt của nó làm như thế nào để cho nó gần giống như cái vật thật nhất, hoặc là có thể là nó phải giống như cái vật thật, thì cái màu sắc của nó thì cũng phải tương đối, phải giống như cái đồ thật thì nhìn nó mới thích thú được.
là cái khó khăn của em là khi em làm á thì cái màu sắc của nó đôi khi nó không có giống nên em phải đi làm lại. Rồi lúc bắt đầu với nó thì những điều khó khăn gì Thảo chia sẻ đi, tại mình chưa học, chưa từng tập luyện qua nó mà. Cái lúc ban đầu mà em làm á thì em làm bằng cái đất sét tự khô á nên là nó khô nhanh lắm, em không có làm được. Nhưng mà sau này em kiếm ra được cái kỹ thuật của nó là khi mà mình làm những cái đất sét này á thì thứ nhất là mình không được ngồi gió, cái thứ hai là mình phải làm thật là nhanh để cho nó không có bị khô. Nó chỉ có yếu điểm của cái đất sét tự khô của này thôi là yếu điểm của nó, còn lại thì nó perfect hết. Thường những cái sản phẩm thủ công như vậy dự thấy là nó nhỏ nhỏ bé bé nhưng mà tốn công sức của mình lắm. Vậy thì khi mà hình thành sản phẩm mình bán ra thì giá cả của bên Thảo như thế nào? Thường thì em bán lẻ nên là em cũng không có bắt buộc mọi người phải mua combo hoặc gì hết. Nên là một cái sử dụng khách có thể mua một trái hoặc hai trái em vẫn bán bình thường. Dù một trái hai trái thì em bán tầm vài ngàn tới vài chục ngàn thôi ạ. Công việc hiện tại của Thảo nè, là một mình Thảo làm hết và trả hết tất cả các đơn người ta đặt về hay là có những người bạn hay là có những người cộng sự đồng hành cùng với mình ở trong cái công việc này không? Thường thì nặng đất sét này thì chỉ có một mình em thôi. Còn những cái giống như là in 3D nè, in 3D để làm ra những cái hộp, những cái khay như vậy thì em có một người bạn làm chung với em. Dư thắc mắc là từ đâu mà Thảo lại có một cái đam mê làm nặng và làm sản phẩm bằng đất sét như vậy? Hồi đó khi mà em đi dạy á thì em lên mạng em tìm hiểu những cái cách cho trẻ chơi rồi những cái mô hình đồ chơi cho trẻ. Khi đó thì em thấy trên mạng người ta làm đồ ăn nhưng mà đồ ăn bằng đất nung với lại đồ ăn của nước ngoài á, những cái món tây như là bistec hoặc là gà rán thì em suy nghĩ là sao mình không làm những cái món ăn mà của người Việt Nam của mình để cho nước ngoài người ta thấy người Việt Nam mình cũng có thể làm những món ăn của Việt Nam mà bằng đất sét giống như người ta. Vậy thì hiện tại mình làm bao nhiêu món của Việt Nam rồi? Rồi những món gì kể ra thèm chơi coi. Có cá kho nè, rồi thịt kho. Đâu rồi, dĩa thịt kho. Đây. Trời ơi, dĩa thịt kho. Xong rồi em có canh chua cá lóc. À. Rồi mình làm nhiều đồ ăn gì đó, hàng hà, xa số gì đó. Rồi trong mùa giãn cách này á, mình không có mua được những cái đồ ăn mà mình muốn mà mình để gì mình nhìn mình thèm không? Để gì mình nhìn mình thèm. Thèm chết luôn á anh, thèm chết luôn á anh. Thèm chuối nướng nữa nè, bánh xèo. Rồi có những lúc nào mình làm xong cái mình trong mùa giãn cách thì mình thèm cái mình cắn đại một miếng không? Dạ không dám cắn đâu, tại vì cái này nó cũng mắc lắm, không dám cắn. Tại vì cái này nó cũng mắc. Nhìn thèm đó bụng luôn. Đúng rồi, chưa kể là một cái quá trình làm rất là kỳ công đúng không? Dạ. Là không, mà đặc biệt là những cái kích cỡ cái món ăn mà bạn làm. Đúng. Đầu tiên là nó rất là tỉ mỉ, nhiều màu sắc mà nó còn ở cái kích cỡ rất là nhỏ, có nghĩa là phải đòi hỏi cái sự tập trung và cái sự khéo léo rất là lớn luôn. Với những người vụng về như Tuyền Tăng mà bây giờ thấy được những cái tác phẩm cũng như là chia sẻ của Thảo, trời ơi tôi bái phục bạn luôn á. Nhưng mà hồi dự nhớ hồi xưa lúc mà dự học mầm non thì vẫn có những cái ngày mà các cô cho luyện tập sản phẩm bằng đất sét nhưng mà nó cũng đơn giản lắm, như cái chảo nè, cái muỗng nè, khó lắm là cái lò hay là cái nắp nồi gì đó thôi ha. Nhưng mà khi mà Thảo đã có cái đam mê làm sản phẩm bằng đất sét này như vậy rồi thì khi mà mình đi dạy á thì mình có làm những cái sản phẩm khó hơn để dạy cho các em không? Hiện tại thì em nghĩ làm bên cô giáo mầm non rồi, nhưng mà cái lúc mà em đi dạy thì em cũng đã tìm hiểu những cái bộ môn này rồi nên là lúc đó em cũng có cho trẻ làm những cái con vật giống như là con cá nè, rồi con ốc sên, con nghêu đồ này kia. Nói chung là em cho trẻ làm hết tất cả mọi thứ mà trong đầu em nghĩ ra là trẻ có thể làm được. Rồi ví dụ một ngày mà làm quá trời sản phẩm như vậy thì bạn dành bao nhiêu thời gian trong cái quỹ 24 giờ của mình để theo đuổi đam mê này? Nói chung là cái nghề của em cũng gọi là một cái nghề freelance
Nên là em muốn khi nào mà em tìm được cái cảm hứng á, em cảm thấy hôm nay mình thích làm cái món này nè, thì mình em sẽ làm thôi, chứ em cũng không có cái thời gian nhất định trong ngày, hoặc là em phải bắt buộc phải làm bao nhiêu tiếng. Nhiều khi em làm từ buổi tối tới sáng mai cũng được nữa, mà thường là em làm giờ đó đó. Hèn chi ốm là phải rồi. Đúng rồi, quá rõ ràng tại sao lý giải được là Thảo ốm nhom. Mình gặp mình đói là mình ăn đêm, còn như Thảo đói là Thảo làm đồ ăn đêm làm thôi, chứ không phải. Bây giờ thì sẽ có một cái thử thách chút xíu cho Tuyền Tăng là mình cũng ăn nhiều loại cá rồi, mà đúng không, mà cái loại cá mắm, cá thu này nữa thì không có cái gì xa lạ hết. Thì bây giờ này, một bên á là nặng mà đất sét, một bên chịu khó lấy cây giấy nhỏ, miếng giấy nhỏ nhỏ đó, cái viết mình vẽ ra thử coi, nói cái chuyện mình vẽ không thì nó có giống bao nhiêu phần trăm so với lại sản phẩm của đất sét. Rồi, bây giờ là thử thách em à, hay là anh Dự chơi chung luôn đi? Chơi chung hả? Rồi chơi chung luôn. Đây, ví dụ như Thảo sẽ là người nhìn hiện vật xong rồi là tái hiện lại trên đất sét, thì bây giờ hai anh em mình chơi chung. Mình sẽ vẽ xem xong rồi Thảo sẽ làm trọng tài, coi là ai sẽ là người giành chiến thắng ở cái phần phác họa này. Chị có bao giờ chị ăn cái cá thu mắm này chưa? Chưa em ơi. Trời ơi ngon lắm á. Kho quẹt với lại tép mỡ. Trời ngon xỉu luôn đó. Ôi nhà chị có tép mỡ nè. Nhưng mà chị không có cá thu phải không? Thôi bây giờ để chị vẽ. Nhưng mà hôm nay cũng hay đấy chứ, được biết về cá thu mắm này, được làm quen với Thảo và nể phục bạn kinh khủng, quá khéo. Rồi bây giờ là đang vẽ cái gì vậy ta? Cái này là cái gì vậy? Ủa anh Dự anh vẽ mà sao anh lặng im bên đầu dây bên kia? Vẽ xong rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi, từ từ. Từ từ. Coi cười may rỡ. Coi cười may rỡ. Thật ra cũng chưa luôn, mà ăn cái tô mà dạng như là mắm cá thu chưng thì rất là ngon, nhưng mà chưa bao giờ mua miền con mắm này. Theo Thảo, để làm mô hình bằng đất sét đẹp, điều quan trọng là phải có óc quan sát, trí tưởng tượng biến to thành nhỏ và sự kiên trì, nhẫn nại. Chỉ một trái dưa hấu, chùm nho nhỏ bằng một móng tay, nhưng Thảo phải mất 2 đến 3 ngày để hoàn thiện. Hay với một cọng giá trong nhân bánh xèo, Thảo cũng tỉ mẩn cả ngày để làm nên. Sự chi tiết, kỹ lưỡng đó giúp làm nên những mô hình giống hệt như thật. Các mô hình này có độ bền rất lâu, chỉ cần bảo quản tránh môi trường độ ẩm cao. Hiện tại, các mô hình của Thảo làm ra được bán trên mạng xã hội với giá bán mỗi sản phẩm từ vài ngàn đồng đến cả triệu, tùy độ khó của sản phẩm và công sức của người làm. Nhờ khéo tay nên sản phẩm của Thảo bán rất chạy, có khi chỉ phải thức thâu đêm để kịp hoàn thành đơn đặt hàng của khách. Làm mô hình bằng đất sét không phải hiếm, nhưng Thảo lại chọn lối đi riêng của mình, đó là tái hiện những hình ảnh thân thương, dung dị của miền Tây sông nước. Trên con đường khởi nghiệp, mỗi người trẻ lại có một lối rẽ khác nhau để đi đến thành công. Thanh Thảo đã chọn một miền Tây dung dị để phát họa những viên đất sét tuy nhỏ mà thân thương. Mà có chú thích đây là con cá thu mắm chứ bộ sợ ta không biết á. Vì đang trong cá này là mắm đúng không, cho nên chị bỏ vô một cái túi zip nè em, cái túi mà hút chân không đồ đó em. Dạ, đúng luôn. Xong rồi túi hút chân không mình nó sẽ phải hơi nhăn nhăn, cho nên có mấy đường nhăn nhăn ở trên đây nè mọi người. Quá đó. Kỹ lưỡng. Em quá mệt mỏi với chính em luôn. Rồi vậy là anh Minh Dự thua chị Tuyền Tăng rồi. Ủa sao em lẹ vậy? Chứ sao thiếu bọc đi lâu. Giờ anh Minh Dự thua rồi, anh hát cho em nghe một bài đi. À, hát một câu trong Nửa Đời Hưng Phấn ngắn xíu chơi vui đi. Ok. Mà mọi người đừng ảo tưởng là mình hát được nha.
sẽ không ảo tưởng nữa mà sẽ thực sáng mắt ra với khả năng ca hát của anh Vinh Dự ngay bây giờ vô. Con biết mà, mỗi lần con chị hai mà có chuyện gì á là ba lúc nào cũng nói con sai con lỗi. Mà không sao lỗi sao được, bởi vì con chỉ là đứa con bị bỏ rơi ngoài gốc me gốc mít, được ba lượm về nuôi cho tới bây giờ. Trời, vậy thôi đó. Ủa gì vậy? Ngắn ngắn ngủn chơi vui vẻ vậy thôi. Là em đang feel luôn á. Feel luôn á hả? Bây giờ muốn nghe câu thêm Lan Nhà Điệp nữa không? Rồi nghe đi, nghe đi. Câu Lan Nhà Điệp đi. Hát đi, hát đi. Thôi anh về mà xây dựng hạnh phúc với người ta. Có lẽ họ đẹp, họ sang, họ nhà cao, cửa rộng, nên anh đắm anh say, anh mơ anh mong, chứ còn nhớ chi em người con gái quê mùa. Đó, vậy thôi. Thảo ơi, không biết là cá thu mắm ở bên đầu cầu của Thảo bây giờ là mình tới bước nào rồi, sắp hoàn thiện luôn chưa? Con cá thu mắm của em là nó còn cái vây nữa là nó xong rồi đó chị. Là nó bơi được rồi, ôi lộn, không có bơi được, cái này nó chết queo. Đúng rồi, cái này là thành món mắm rất là ngon cho mọi người đúng không nào? Dạ, Thảo cho Tuyền hỏi một chút xíu nha. Bây giờ thì nhìn thấy cái hành trình của Thảo cũng đã có rất là nhiều những cái sản phẩm thành công rồi. Vậy thì là cái kế hoạch sắp tới của mình sẽ như thế nào? Vẫn sẽ tiếp tục là nhận đơn, trả đơn cho khách hay là có những cái dự án gì khác nữa không? Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn. Em sắp tới thì em đang hoàn thiện một cái xe hộp vịt nướng, hộp vịt dừa, bắp xào. Trời ơi. Dạ. Nói chung là em thích làm những cái đặc trưng của miền Tây hoặc là miền Nam nè. Vậy thì sau khi mà mình thưởng thức và xem Thảo làm những sản phẩm này rồi thì Tuyền có thấy tự tin hơn và muốn sắp tới mình mua đất sét gì mình làm những sản phẩm vậy không? Dạ chắc chắn là không tự tin hơn rồi. Chắc chắn là không tự tin hơn rồi. Là tại vì nói thiệt là em đã có từng chơi đất sét tự khô. Đó là em cũng có mua về em chơi, nhưng mà trời ơi mọi người, nó khó lắm luôn á. Có nghĩa là những cái sản phẩm mà em làm á, mình làm bự không nói, còn bây giờ mình làm những cái nhỏ, nó đòi hỏi quá nhiều. Trời ơi, cái sự tỉ mỉ, cái sự khéo léo, rồi phải làm sao cho giống như với cái hình thù mà mình muốn trước đó nữa, rất là mất nhiều thời gian. Và em đã bỏ cuộc ở cái trò chơi kia rồi. Nhưng mà hôm nay nhờ anh Minh Dự với chuyện đó chuyện đây dắt em đi gặp bạn Thảo này, thì em mới cảm thấy là cũng có hy vọng tương lai hơn một chút xíu. Khi mà sau khi mọi thứ bình thường trở lại thì Thảo sẽ lại có những cái workshop để có thể hướng dẫn mọi người tạo hình đất sét với những cái món ăn thuần Việt như thế này. Chắc chắn em đăng ký để mà hoàn thiện cái kỹ năng này cho mình bớt cái sự vụng về luôn á. Cảm ơn bạn Thanh Thảo ngày hôm nay đến với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây và chia sẻ về công việc đam mê của mình. Có những cái tưởng chừng như rất dễ nhưng mà mình tham gia rồi, mình chứng kiến rồi, mình mới thấy là nó cần biết bao nhiêu là công sức, đúng không? Tuyền có một cái lời chúc gì hay là chia sẻ gì với bạn Thảo không? Dạ, đầu tiên là sẽ cảm ơn Thảo. Tại vì thật ra là em cũng có tìm hiểu về đất sét tạo hình những cái món ăn. Thì đúng là từ trước đến giờ cái bộ môn này nó cũng khá là phát triển. Nhưng mà chủ yếu là những cái đồ vật được tạo hình đó đều là những cái món ngon vật lạ đến từ những nước khác chứ không phải là Việt Nam. Và bây giờ thì nhờ có Thảo và trong tương lai thì chắc chắn là mô hình của bạn sẽ còn nhân rộng hơn nữa. Thì chúng ta sẽ thấy nhiều hơn nữa những món ăn Việt Nam được kể lại bằng hình thức này để có thể lan tỏa nhiều hơn đến không chỉ là những người Việt Nam ở khắp mọi nơi mà còn là bạn bè quốc tế nữa. Và bây giờ Minh Dự, Tuyền Tăng và bạn Thanh Thảo xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và nhớ đón xem chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây vào khung giờ phát sóng quen thuộc lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 nha. Và bây giờ tất cả mọi người xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.